Xin chào mọi người, hôm nay chúng tôi sẽ mang một cái siêu phẩm, đó là Volvo Lốp, con này đời 2014 quý vị nhá. 2014 thì quý vị có thể là chiêm ngưỡng cái sản phẩm này của tôi, lấy tàu ok đầy đủ luôn. Thì chúng tôi sẽ công khai luôn ở trên đây để cho quý vị, quý bà con cô bác có thể tham khảo cái sản phẩm này. Con này bao gồm tháo lốp nhanh này, đời cao này, lốp đẹp, lốp zin này, vành zin này, lắp nhanh đầy đủ này, giá 650 triệu này. Cho anh chị bà con cô bác nào đang cần sử dụng cái sản phẩm này, 650 triệu cho một sản phẩm Doosan Thụy Điển và sản xuất tại Hàn Quốc với giá là 650 triệu. Hóa đơn chứng từ đầy đủ. Như quý vị đã thấy thì lâu lâu chúng tôi mới có một cái số máy là lốp, như trên buôn thật là chúng tôi đều có hai con lốp. Lốp này thì đang ở dưới Sài Gòn. Thì con này khi về thì chúng tôi có cho đi làm rồi. Nên chúng tôi không còn được sử dụng, nên là quý vị có thể đến tận bãi của tôi để thử máy, thử sao khi chúng ta vào chung kết thì thôi. Tiền nào của đấy quý vị nhé, tiền nhiều thì chúng ta có thể là sử dụng những sản phẩm sao nó phù hợp với cái số tiền cũng như là cái điều kiện của mình. Còn anh chị em nào và cái cửa tiền thì nó vừa phải, có thể là chọn lựa chọn cho mình những cái sản phẩm làm sao nó phù hợp nhất. Ngoài lốp ra thì chúng tôi còn một số như là Sumi, Tomo, 03, Classic 70-1, DX60-5 và một số con Komatsu PC60-6 thì chúng tôi chuẩn bị về đến Việt Nam. Trên đây thì chúng tôi sẽ quay sơ cũng như là quay để nó hoạt động để cho quý vị xem. Còn quý vị muốn xem chi tiết cụ thể nhất thì có thể là nhắn tin qua chúng tôi, số Zalo trên màn hình. Chúng tôi sẽ gửi hình ảnh chi tiết để cụ thể để cho quý vị tham khảo. Anh em nào mà nhiều tiền hơn thì có thể là bỏ qua sản phẩm này. Còn bà con nào mà cái túi tiền làm sao nó phù hợp và vừa tiền thì có thể là liên hệ với chúng tôi. Sẽ gửi hình ảnh chi tiết nhất, cụ thể nhất để cho quý vị tham khảo. Và quý vị có thể đến tận bãi của chúng tôi để thử xe, thử nguyên ngày cũng được, cứ đổ dầu là chúng ta thử thôi. Mọi người xem video của chúng tôi thì có thể là nhắn tin qua Zalo để chúng tôi gửi hình ảnh chi tiết. Còn quý vị nhắn trên kênh YouTube thì chúng tôi chưa kịp để ý, thì mong đâu đó mọi người hết sức thông cảm. Chúng tôi cũng rất là nhiều việc, không để ý thì nhắn được, mọi người thông cảm.